Trước những dự báo, cơn bão số 4, tức siêu bão Noru, sẽ có cường độ rất mạnh khi vào đất liền, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có yêu cầu khẩn đối với các lực lượng, tuyệt đối không chủ quan. Khẩn trương triển khai các biện pháp thực sự đảm bảo an toàn, đủ các điều kiện thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân. Sáng 26 tháng 9 năm 2022, lực lượng chức năng phường Thọ Quang tại quận Sơn Trà đã đến gõ cửa từng nhà hộ dân. Ngoài việc tuyên truyền những hộ dân trong danh sách sơ tán, lực lượng chức năng còn vận động người dân ký vào cam kết sơ tán đến nơi an toàn đối với những hộ có nhà không kiên cố trước 17 giờ chiều 26 tháng 9. Cũng trong thời điểm này, người dân sống tại ven biển phường Thọ Quang đang hỗ trợ lẫn nhau dùng những vật dụng như dây thừng, bao cát để gia cố tài sản. Thì nói chung là thấy đài báo rồi cũng báo cơn bão này thì quá lớn đi, cho nên tụi chị cũng sợ chứ. Thực chất thì cũng chuẩn bị tinh thần là để di dời rồi, chứ không phải tới nơi, những cái nơi nhà an toàn để mình trú nhờ khoảng vài ngày cơn bão qua thì tụi chị về lại. Nếu mà nhà cửa có chi thì mình sửa thôi chứ sao chứ. Anh Nguyễn Văn Hiệp cho biết, trước thông tin bão Noru có thể đổ bộ với sức tàn phá khủng khiếp, anh đã xin công ty nghỉ làm một ngày để ở nhà chăn chống nhà cửa, ứng phó bão từ sớm. Trước là cảm ơn cấp chính quyền địa phương đã quan tâm tới người dân, đã nhiệt tình lên tận đây để mà khuyên bà con sớm để di dời trước cơn bão đã tới. Thì kế hoạch thì nếu mình tính kế hoạch thì mình đưa người thân mình đi thôi, chứ còn kế hoạch mình có cái chi lợi kế hoạch mình không có cái tài sản gì mà quý giá để kế hoạch thôi. Mình chỉ đảm bảo tính mạng, chứ còn tài sản thì mình cũng chẳng có gì tài sản. Ông Phan Hoàng Thủy, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Thọ Quang cho biết, nhân sự phân công của Ủy ban Nhân dân lực lượng địa phương phối hợp với công an, dân quân tự vệ đã đến từng nhà người dân để thông báo, giúp vận chuyển những tài sản quý giá đến nơi an toàn trú bão. Việc thông báo sớm đến người dân cũng như ký cam kết di dời nhằm đảm bảo người dân có thời gian sắp xếp sinh hoạt, đảm bảo bảo vệ tài sản cho người dân. Được tin cơn bão số 4 đổ bộ vào Đà Nẵng thì được chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân phường Thọ Quang, chúng tôi là công tác nhận nhiệm vụ và lên trên núi tuyên truyền 17 hộ dân trên núi tại tổ 36 phường Thọ Quang. Thứ nhất là vận động người dân di dời những đồ quý giá trước 17 giờ ngày 26 tháng 9 ngày hôm nay, mình tập kết về nơi trú bão an toàn để tránh bão. Vì cơn bão rất mạnh, anh em cũng triển khai công việc liên tục không nghỉ, mặc dù trời mưa anh em cũng sáng suốt đi sớm và triển khai cho bà con sớm để người dân khỏi bị thiệt hại về cơn bão. Trong quá trình vận động thì người dân chấp hành chủ trương của địa phương và chấp hành theo mệnh lệnh của anh em, đúng theo quy định của thời gian. Và trước trong ngày 26 hôm nay 17 giờ thì bà con sẽ vận động hết về bên nơi, và Ủy ban Nhân dân phường đã bố trí nơi ăn ở cho bà con để núp bão, để bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con. 80 hộ dân nằm trong triền núi này, còn những hộ dân đến thì không đến nơi cái điểm thì họ sẽ đến cái nơi mà như nhường nhà người thân, họ sẽ đến đó. Qua công tác tuyên truyền cũng trên cái phương tiện nói chung là đại chúng thì người dân đã biết được cái bão này, rất là lớn, cho nên hiện nay cũng đã tự giác. Khi chúng tôi đến để mà trang tuyên truyền thì họ cũng đã rồi tự giác chấp hành, hiện nay là cái họ đi. Ngày 26 tháng 9 năm 2022, tại cuộc họp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ phòng chống bão còn dang dở như sơ tán dân, tỉa cây xanh, gia cố giàn giáo, hạ các cần trục xây dựng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Chứ bà con tâm lý là ví dụ buổi tối đi thì cứ phải ăn cơm xong 6-7 giờ mới lại đi ra khỏi nhà. Nên là cái công tác di dời, mặc dù chúng ta cứ nói rằng là 15 giờ hay là 14 giờ là bị di dời hết, nhưng trên thực tế là từ mấy năm trước là đi kiểm tra cho thấy là đến 6 giờ tối bà con vẫn chưa đi. Nên là tôi đề nghị là Sơn Trà phải lưu ý cái điểm này, cùng với một số các cái địa phương khác cũng phải thực hiện đúng như thế, kể cả trên Hòa Vang. Tôi đề nghị là Sở Văn hóa ngay trong chiều nay phải hoàn thành cái việc dỡ tất cả các cái biển quảng cáo và các cái phướn còn quảng cáo trên đường. Đến giờ này mà các đồng chí còn thấy đúng như đồng chí Bí thư Sơn Trà nói đấy, các biển quảng cáo ở hai bên bờ sông vẫn còn nguyên như thế. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành công tác thu hoạch lúa vụ hè thu. Dự kiến tổng số lượng người sơ tán trên toàn địa bàn Đà Nẵng đối với bão cấp 12, 13 là gần 67.000 người, đối với cấp 14, 17 là gần 107.000 người. Tuyên truyền cho nhân dân biết để chủ động phòng chống bão Noru, triển khai công tác phòng chống bão, chèn chống nhà cửa, khơi thông nạo vét các điểm ngập úng. Đây
đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển rất nhanh,